Xin chào tất cả mọi người nha, mình là TT1985 Review đây. Thì hôm nay TT cũng có vài con điện thoại, thì mong rằng anh em xem được con nào thì anh em cứ liên hệ với TT nhé, 0963 595 262. Và đây là số, cũng là số cái Zalo của mình luôn. Đó, thì anh em mới xa thì cứ yên tâm, khi nhận hàng thì anh em được quyền mở hộp, anh em kiểm tra máy, test máy, ok hết thì mới thanh toán nha. Nhưng mà anh em đặt hàng thì một là phải chuyển khoản trước cho TT 50 đến 100, hoặc cọc cho TT một cái cạc. Thì tiền cọc này chủ yếu là tránh trường hợp anh em đặt hàng mà không nhận máy hoặc là bơm hàng thôi. Khi nào anh em nhận hàng thì anh em được quyền mở hộp kiểm tra máy rồi trừ cái tiền cọc ra ha. Và bên mình có chế độ là ship COD thì tặng cho anh em đầy đủ tất cả các phụ kiện nha, ví dụ như là sạc nè ha, sạc nè, cường lực cho anh em nè, ốp lưng cho anh em nè nha. Và những con điện thoại thì tầm 2 triệu trở lên thì TT sẽ free ship cho anh em luôn nha. Rồi thì hôm nay là ngày 1 nha anh em, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7 nha. Đó thì anh em nhớ lưu ý vấn đề, thì ví dụ như anh em cứ hỏi ở TT con số 1 mình có đánh số thứ tự là con số 1 ngày 1 tháng 7 còn hay hết, thì anh em lưu ý cái vấn đề đó. Tại vì mình những con video mình ra rất là nhiều anh em. Đó ví dụ như là ngày 1, ngày 28, ngày 26, 25 gì đó. Anh em nhớ lưu ý cho TT, giúp TT nha. Đó, ngày 1 tháng 7 con điện thoại là số 1 ha. Rồi, đây là con số 1 Redmi 9A. Con này là bản RAM 2, bộ nhớ là 32 nha mọi người. Ha. Và nó xài được 4G luôn, pin là 5000. Con này thì màn hình to nè, 6,53 inch, máy full hết nha. Con này thì bao anh em reset máy còn đẹp nè, ngoại hình còn ok hết anh em. Đó, con này thì mình thu lại từ người dùng thôi. Đây, máy còn ok, ngoại hình còn cực kỳ đẹp luôn ha. Giá cho anh em là 1.350.000 thôi nha. Con này mua về học online hay là này nọ rất là ngon, tại pin rất là trâu mọi người ha. Con số thứ tự là số 1 Redmi 9A. Giá là 1.350.000 cho mọi người nha. Oppo A3s này nè, con số 2 nha, số thứ tự là số 2. Bản RAM 3, con này được cái là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 4G nha, pin rất là trâu anh em, 4200 lần á. Màn hình lại to nè, màn zin bỏ zin đeo máy nha. Con này hiển thị đẹp, ok hết nha. Thì anh em mà quan tâm thì mình sẽ, anh em nói mình sẽ quay một đoạn qua Zalo cho anh em nha, để tránh mất thời gian ở bên đây. Đó, giá 1.500.000 cho anh em thôi, con số thứ tự là số 2, giá 1.500.000 Oppo A3s nha mọi người. Đây được 4G luôn á, pin rất là trâu, được cái zin hết hoàn toàn. Rồi con số 3 nè, Realme XT, con này là bản RAM 8, bộ nhớ là 128 luôn, xài được 4G. Giá là 3.800.000 cho anh em. Chip nắp cao nha, con này chip nắp là tới 712 lần, vân tay trên màn hình luôn nè. Mật khẩu đây nè, mật khẩu là số 1 nha. Đây, máy còn cực kỳ đẹp luôn á. Con này nói chung anh em mua về chơi game hơi bị đỉnh. Pin là 4000 nha, màn hình AMOLED 6.4 inch, Android 9 lần á. À, cam là 64 chấm lần anh em. Mấy con này cam hơi bị nét luôn. Đâu mình kiếm cái cam cho anh em xem. Ha, mấy con này cam hơi bị nét. Ngon lành cành đào nha. Con này chơi game quá đỉnh luôn, pin lại trâu nữa. Giá 3.800.000 cho mọi người thôi nha. Tặng ốp lưng cường lực bộ sạc cho anh em nha, những con điện thoại trên 2 triệu thì free ship, cảm ứng vân tay trên màn hình luôn nè, ha. Cái này mình cài đặt vân tay không phải là vân tay của mình. Đó, mình mới thu lại từ người dùng thôi. Rồi con số 4 nha. Mi 8 bản RAM 4, bộ nhớ là 64, xài được 4G nha mọi người nha. Pin là 5K luôn, pin là 5K. Con này thì mình sẽ để lại cho anh em với cái giá là 1.700.000 nha. Để lại cho anh em cái giá là 1.700.000 anh em xài ha. Máy cực kỳ ok luôn á. Đó, máy ngoại hình còn đẹp nè. Zin hoàn toàn nha, giá 1.700.000 thôi. Chip nắp cao nha, con Mi 8 này chơi game ngon nè. Con này pin tới 5000 mà chơi game cũng tương đối ok. Rồi tiếp theo là con Mi ha, con số thứ tự là con số 5. Xiaomi 10T nha anh em, Xiaomi Mi 10T Pro. Con này là bản RAM 8, bộ nhớ là 256 lần, chip nắp cực kỳ cao luôn. Con này chip nắp của nó là 865, pin là 5000 và sạc nhanh ở chế độ là 33W nha. Màn hình cực kỳ to, 6,67 inch nha. Con này anh em mua về chiến game là hơi bị đã. Đây, Xiaomi Mi 10T nha anh em, bản 256GB lận. Đó, máy zin hoàn toàn nha, cam kiếp chụp hơi bị nét. Con này cam tới 108 chấm lận. Cam trước cam sau ngon lành cành đào ha. Rồi, con này thì mình sẽ để lại cho anh em giá là 5.500.000 thôi. 5.500.000 cho anh em xài nha. Ngoại hình thì vỏ nó phẩy phẩy theo thời gian nha. 5.500.000 cho anh em xài. RAM 8 bộ nhớ 256 lận anh em. Rồi tiếp theo là con số 6 nè, Samsung A02. Con này là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 4G, pin là 5000, pin rất là trâu luôn.
giá là 1.950.000 cho anh em thôi, màn hình to nha, màn hình to hiển thị rất là đẹp luôn nè, đó nha anh em, con này màn hiển thị cực kỳ đẹp, được cái là zin hoàn toàn hết, đó. Máy này là chị em phụ nữ xài rất là ngon, bản RAM 3 bộ nhớ 32 4G, pin là 5.000 lận, pin hơi bị trâu, màn hình lại to nó 6,5 inch là anh em, giá có 1.950.000 đó. Rồi con số 7, con số 7 ngày 1 tháng 7 nha anh em, con này là ngày, anh em nhớ lưu ý cho VTT nha, cái video này là ngày 1 tháng 7 ha. Rồi con số thứ tự là số 7, Samsung A30s, bản RAM 4, bộ nhớ là 64, xài được 4G ha. Con này TT để lại cho em giá, anh em là giá là 2.700.000 thôi. Màn rất là đẹp nha anh em, mấy con Samsung này màn Super AMOLED thì rất là đẹp luôn ha. Pin là 4000 cam là 25 chấm. Chip là Exynos 7904 nha. Máy full hết cam kiết rất là nét nè. Cam sao của mọi người. Rồi cam selfie, cam sao nè. Ok nhá, giá 2.700.000 thôi. Quá rẻ. Rồi con số thứ tự là số 8. Realme. Con này là Realme 2, bản RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 2 SIM, xài được 4G. Pin con này cũng tương đối trâu, 4200 nha. Màn hình là to 6,2 inch HD cộng. Đó. Mấy con này thì bao test anh em 7 ngày máy loại đổi máy khác hết. Máy này mình thu lại từ người dùng, mình chưa reset máy luôn nè. Ha. Nói chung là ok, màn zin máy zin hết nha. Giá 1.500.000 thôi. Con này xài, mấy con này xài thật sự pin rất là trâu mọi người. Vân tay còn đầy đủ luôn. Giá 1.500.000. Oppo A57, bản RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 2 SIM, 3G, 4G đầy đủ. Pin là 2009, màn hình là 5.2 inch, máy full. Màn hình hiển thị đẹp nha anh em. Cam kiếp rất là nét. Ha, cam sau, cam trước nè. Ok nha. Rồi con này thì vân tay còn rất là nhạy nha mọi người. Con này vân tay rất là nhạy luôn. Giá chỉ có 1.350.000 thôi. Con số thứ tự là số 9, Oppo A57 á. Oppo F11, bản RAM 6, bộ nhớ 128, xài được 2 SIM, xài được 4G, pin cũng tương đối trâu, 4020 nha, màn hình to nè, 6,5 inch, máy zin hoàn toàn hết anh nha mọi người, màn zin vỏ zin, ha, màn hình giọt nước rất là to luôn á, cam là 48 chấm lần mọi người, ha. Được cái là bản RAM cao, RAM 6, bộ nhớ 128 lần lưu rất là nhiều luôn, mấy con Oppo này cam chụp rất là nét nha, ok ha, rồi. Oppo F11 giá cho anh em là 2.750.000 nha. Số thứ tự là số 10 á. Số 11 đây. Oppo A31 anh em. Oppo A31 đời 2020 nha. RAM 6 bộ nhớ là 128, xài được 2 SIM, xài được 4G luôn. Con này thanh lý cho anh em 2.800. Pin là 4200 nha, pin rất là trâu, màn hình cũng to nữa, 6,5 inch. Android 9 nè. Ha, màn hình giọt nước rất là đẹp luôn, hiển thị nè, anh em thấy không? Cam thì khỏi phải nói rồi, mấy con này full hết. Rồi chốt lại cho mọi người nha, 2.800.000, bản RAM 6 bộ nhớ 128 là anh em, mấy con này mấy chị em phụ nữ xài lưu rất là nhiều video hình ảnh, mình chụp hình selfie nữa rất là ngon. Số 12, Mi Note 4, bản RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 2 SIM, xài được 4G, pin trâu nha, pin con này tới 4.100.000 luôn mọi người, chip nắp lại cực kỳ cao, nó chip nắp của nó là 625 luôn, nó màn hình của nó là 5.5 inch, con này mua về thật sự luôn, anh em mua về xài rất là ngon ha, zin hoàn toàn hết nha. Con này mình thu lại từ người dùng, họ có dán cái đề can con trái táo nè, mi mà dán hình trái táo ha, thì nói chung là anh em không thích thì tháo ra, giá có 1.300.000 thôi, quá rẻ nha. Thật sự mấy con này pin rất là trâu mà giá hợp lý mà chip nắp cao luôn. Rồi tiếp theo là con số 13. Số 13 là con VMAX Aris nha anh em. Con VMAX Aris, con này là bản RAM 6, bộ nhớ là 64, xài được 2 SIM, xài được 4G, pin là 4000. Và hiện tại nó xài hệ điều hành là Android 10 nha. Đó, zin theo máy luôn, cam kiếc, mấy này chụp hình rất là đẹp. Đây, cam selfie nè, nha, cam sau nè. Quá ổn nha mọi người, máy full hết, zin hoàn toàn. Tặng up, tặng cho anh em một bộ sạc cường lực. Ha. Đó, re-ship cho anh em luôn, giá là 2.850.000 thôi. Quá bèo. Rồi tiếp theo là con G2 Pro nè. Samsung G2 Pro nha. Con này là rất là ok nè, RAM 1.5, bộ nhớ là 16, pin là 2006, màn hình AMOLED nha. Con G2 Pro thì anh em mua về xài rất là bền luôn, thật sự mua máy này về xài cực kỳ bền, nếu mà anh em mua về để mà mình làm máy phụ rất là ngon ha. Nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube ngon lành cành đào. Đó, màn zin nha anh em, màn zin theo máy. Giá có 850.000 thôi, quá bèo ha. Rồi tiếp theo là con gì đây?
Đó, để đây cho anh em dễ nhìn cái số điện thoại của TT. Huawei Nova 3i ha. Bản RAM 4, bộ nhớ là 128 là anh em, RAM 4 bộ nhớ 128 xài được 4G, giá là 1 triệu 8 cho anh em thôi. Vân tay vân chân còn đầy đủ nha. Huawei Nova 3i. Đó, màn hình hiển thị đẹp nha, cam kỹ thuật ngon. Anh em mua máy này về treo game hay là mình chơi game Liên Quân hay là Free Fire cũng được nè. Cam kiết nét nha mọi người, nói chung là máy full. Đó, ha. Rồi để lại cho anh em giá có 1 triệu 8 thôi, quá bèo nhèo nha, ngoại hình còn đẹp. Huawei Nova 3i. RAM 4 bộ nhớ 128, màn hình to anh em. Rồi số thứ tự là số 16 nè. Samsung J7 Rim, bản RAM 3 bộ nhớ là 32, xài được 2 SIM, xài được 4G. Pin là tương đối ok, 3.300 nha, màn hình là 5.5 inch. Màn zin, máy zin hoàn toàn nha mọi người. Con này zin hoàn toàn hết, mình thu lại từ người dùng, hiển thị đẹp nha. Máy full hết. Thì mình đã nói rồi, thì anh em quan tâm con nào kỹ hơn thì mình sẽ quay một đoạn video qua Zalo cho anh em. Thì anh em cứ nói ờ TD, mình muốn mua con điện thoại số 16 ngày 1 tháng 7 nha. Thì mình sẽ coi con số tự là số 16 là con gì. Hay là anh em cứ nói rõ, ờ TD mình muốn mua con Samsung J7 Rim ngày 1 tháng 7 năm 2022. Đó, ví dụ như vậy. Thì anh em cứ nói rõ như vậy thì mình sẽ tư vấn rất là dễ luôn ha. Giá 1,4 triệu nha mọi người, Samsung J7 Rim á. Rồi, số 17 nè. Oppo F1W, con này ngoại hình còn đẹp nha. Con này vỏ viền còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, bản RAM 3 bộ nhớ là 16, xài được con này xài được 2 SIM anh em. Đó, pin là 2000 2008. Ha, máy full hết á. Cam kỹ thuật ok, thích hợp nè. Cam sau selfie nè. Cam sau nè. Ok nha. Thích hợp anh em mua về nghe gọi Zalo, Facebook top top gì đó ngon lành gành đào nha. Đó. Máy ok, ngoại hình còn đẹp, giá chính xị cho anh em. Tặng bộ sạc nha, tặng dán cường lực. Rồi tiếp theo là con số 18, số 18 thì TT vẫn còn hai con ha. Đó là Vivo i11 anh em. Con này là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, còn con màu màu này là màu gì ta? Màu màu đỏ nè hả? Màu đỏ đi, mình cứ nói là màu đỏ đi. Ha, đỏ đen. Con này là đỏ đen là bản RAM 6 bộ nhớ 128 lần nha. Con này là bản RAM 6 bộ nhớ 128 xài được 4G. Thì pin cũng là 5.000 hết ha. Màn hình là 6,35 inch. Con này cam là 13 chấm Android 9 anh em. Máy full hoàn toàn hết nha. Đó. Máy cực kỳ đẹp, zin màn zin vỏ zin theo máy hết. Anh em nhìn nó cũ theo thời gian nè. Nói chung là vỏ cũ, vỏ zin thì TT không có thay nên có sao để dạy bán cho anh em thôi nha. Pin rất là trâu nha, vân tay đầy đủ. Con này bản RAM 6 thì bộ giá là 2 triệu 3. Nè anh em xem là vỏ nó viền nó phẩy phẩy nè, anh em thấy không? Màn zin, cái vỏ zin thì nó cũ theo thời gian nha anh em. Đó, anh em muốn mở vỏ lô mình thay vỏ lô, nhưng mà vỏ zin xài rất là ngon. Đó, ví dụ như anh em đừng thấy vỏ đẹp mà anh em khoái đâu, không khoái. Rồi con này thì giá 1,950,000 thôi nha. RAM 3 bộ nhớ 32, 90.000, 1,950,000. Đó, thì anh em thích lấy cái bản RAM cao hay RAM vừa phải là anh em lấy. Rồi số 19. Nokia 5.1 LED, con này là bản RAM 3 bộ nhớ là 32, xài được 4G ha. Giá công khai cho anh em chỉ có 1,250,000 thôi. Quá bèo nha anh em. Con này quá bèo luôn ha. Đó, một thích hợp cho anh em mua về để mà nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube ha. Màn hình hiển thị rất là đẹp nè. Đó, nha anh em. Đây. Đó, cam kia cũng tương đối thôi. Cam selfie quá ổn nha. Mấy con này thì nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube chữa cháy rồi ngon lành ha. Vân tay còn đầy đủ nha. Rồi tiếp theo là con số thứ tự là số 20 thì mới về này nè ha. Mi nó 9S, bản RAM 6 nha. Con này được cái là bản RAM 6 bộ nhớ là 128 luôn ha. Bản RAM 6 bộ nhớ 128 xài được 4G. Đó, Snap lại cao nè anh em, Snap của nó tới 720, chơi game cực đã luôn nha. Con này chơi game hơi bị đã luôn, Snap cực kỳ cao anh em. Ngoại hình còn đẹp nhá. Đây, cáp sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh lên đến 18W, pin là 5020, 2 SIM 4G. Đó, Android 10, màn hình to nha. Con này màn hình tới 6,6 chấm lận, 6,67 chấm HD cộng lận. Đó, cam là 48 chấm lận nha. Máy full, mấy ngày anh em mua về chơi game hơi bị đỉnh. Đó, cam hơi bị nét luôn. Rồi, chốt lại cho mọi người ha. Mi Note 9S
bản RAM 6 bộ nhớ 128 4G giá là 3 triệu mốt cho anh em, số thứ tự là số 20, số thứ tự là số 21 này anh em ha. Samsung A7 RAM 2 bộ nhớ là 16, con này xài được một sim, ngoại hình còn đẹp nha anh em xem nè. Anh em nào mà thích sưu tầm mua mấy con này về sưu tầm thì ok, đẹp đây ha, viền vứt còn rất là đẹp luôn anh em nha. Đó, viền vứt còn rất là đẹp, giá 1 triệu mốt cho anh em xài thôi, giá 1 triệu mốt cho mọi người nha. Đây đó, màn Super AMOLED rất là đẹp nè mọi người, cam ký cũng rất ok luôn ha. Đây đây là cam selfie nè, cam sao đó, ok nha. Rồi thì con này TD để lại cho anh em giá là 1 triệu mốt cho mọi người ha, 1 triệu mốt thôi. Rồi tiếp theo là một con VMAX, đây là VMAX chơi 4 nha anh em, mình mới về. Bản RAM 6 bộ nhớ là 64, xài được 4G, giá 1 triệu 9 cho anh em, pin là 5.000, số thứ tự là số 22 nha. Con này số thứ tự là số 22, vân tay còn đầy đủ, vỏ zin thì nó cũ theo thời gian nè, anh em thấy không? Ha. Vỏ cũ theo thời gian, cam thì nó chày chày nè. Đó, nhưng mà được cái là zin hoàn toàn. Đây, màn cất rất là đẹp nha. Con này màn hơi bị đẹp luôn, cam kiếp thì ok hết. Máy full hết nha anh em. Giá là 1 triệu 9 cho anh em. 1 triệu 9 đúng rồi ha. Con này cái cam, anh em chờ mình xíu mình lau. Đây. Đó, ok. Như cam mình cảm thấy nó hơi mờ anh em ơi nha. Con Mi này cái quên con Vi mắt này cam nó hơi mờ. Đó. Rồi, nên anh em nào lấy thì mình và để cho anh em giá là 1 triệu 8 nha. Mình bớt cho anh em tí xíu. Còn 1 triệu 8 á, cam sao nó hơi mờ thôi. Rồi, tiếp theo là con số 23. Số 23 nha anh em. Samsung A80. Con này là bản RAM 8, bộ nhớ 128, xài được 2 SIM, xài được 4G. Ha, pin rất là trâu anh em, pin pin rất là trâu luôn, và chip nắp cũng rất là cao ha. Đó, chip nắp của nó là nắp Dragon 730 anh em ha, chip Dragon 730 nha. Con này chơi game hơi bị đỉnh luôn. Màn hình thì Super AMOLED 6.7 inch lận, màn hình rất là to nè ha, màn hình đẹp không ám ố gì hết nha. Đây, bản 128GB RAM 8. Đó, màn không ám ố nha anh em, màn cực kỳ đẹp luôn, màn còn cực kỳ đẹp. Đó, màn mà ám ố cho anh em luôn máy ha. Chip Snapdragon 730 nữa, cam là 48 chấm nha. Con này là zin hoàn toàn hết, cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh. Đó, đây, ngoại hình thì zin hết nha, nó cũ nó phải phải theo thời gian xíu nha anh em. Giá 3 triệu 8 cho anh em xài thôi nha, 3 triệu 8. Rồi 24, số thứ tự là số 24, Oppo F9, bản RAM 6, bộ nhớ 128, xài được 4G. Đó, giá là 2 triệu rưỡi cho anh em nha, Oppo F9, được cái là RAM cao nha anh em, bộ nhớ lại cao nữa. Màu lại rất là đẹp nè, thích hợp cho mấy chị em phụ nữ xài. Đó, ok hết, màn rất là đẹp, cam kiếp đồ nét nha, full hết. Thích hợp anh em mua về nghe gọi Zalo, Facebook, chụp hình, sống ảo rất là đẹp, ok luôn nha. Rồi, con này để lại cho anh em giá là 2 triệu rưỡi thôi, 2 triệu rưỡi nha. Rồi, tiếp theo là một con Nokia, Nokia 2.4 nha. Con này là Nokia 2.4, số thứ tự là số 25. RAM 2, bộ nhớ là 32, xài được 2 SIM, xài được 4G. Pin là 4.500 nha. Con này pin rất là trâu anh em, pin 4.500. Anh em mua màn hình lại to nè, anh em thấy không? Màn hình cực to nha, 6.5 inch HD cộng luôn á. RAM 2, bộ nhớ 32, 4G, máy full hoàn toàn hết nha. Đó, con này TD để lại cho anh em giá là 1 triệu rưỡi thôi. Ngoại hình còn đẹp luôn nha mọi người, tặng ốp lưng cường lực bộ sạc. Vivo số 26, số tự số 26, Vivo Y71. Con này là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 4G nha. RAM 3, bộ nhớ 32 và có 4G nữa. Màn hình lại rất là đẹp nè, anh em xem nè, màn hình tràn viền cực kỳ đẹp luôn ha. Cam kiếp chụp bao nét cho anh em. Cam selfie nè, quá ổn ha, cam sao ngon lành cành đào. Giá thì rất là bèo nhèo luôn em, có 1 triệu tư à nha, 1 triệu tư cho anh em xài. Đó, rồi số 27, iPhone anh em ơi, iPhone 6G. Con này là bản 64GB luôn nha, bản 64GB, máy full hết, bao anh em reset dòng 1, dòng 2, dòng 3 reset tẹt ra, không dính tài khoản, không dính tài khoản, không ai lao gì hết nha. Con này là bản quốc tế, bản quốc tế LLA, nhưng mà được cái 64GB, pin là 82% thôi nha anh em. Con này pin 82%, nhưng mà được cái là bộ nhớ 64 lần, lưu rất là nhiều nha.
Đó, con này thì mình sẽ để lại cho anh em giá là 1,4 triệu. Cam kiến đồ rất là nét luôn ha. Cam sau selfie ổn nha. Rồi, giá 1,4 triệu cho anh em nha. Máy full hết hoàn toàn, chỉ có pin là 8X thôi. Rồi, tiếp theo một con 6S nữa nè. Bản này cũng là bản quốc tế luôn anh em. Con này 6S bản quốc tế LLA nha. Bản 16GB, máy full hết, vân tay vân chân gần đầy đủ, pin mới thay cho anh em, pin 100% luôn ha. Đó. Rồi con này thì TD sẽ thanh lý cho anh em giá là 1,6 triệu, máy full hoàn toàn nha, pin mới thay ha. Cam kiến đồ nét. Giá 1,6 triệu cho anh em. Rồi tiếp theo là con số 29 nè. 29 iPhone 6S Plus bản 64GB nha. iPhone 6S Plus bản 64GB. Con này thì chỉ bị mất vân tay thôi ha. Bao anh em reset luôn, dòng 1, dòng 2, dòng 3 reset tẹt ra ha. Muốn reset dòng nào reset, mà chỉ bị mất vân tay thôi. Cam kiếp ngon ha. Cam selfie ok hết nè. Rồi con này thì mình sẽ để lại cho anh em giá là 2,3 triệu thôi. Ngoại hình còn đẹp nha anh em, vỏ viền thì vỏ zin ha, màn zin theo máy bản quốc tế, giá 2,3 triệu thôi. Rồi tiếp theo là một có một mình có mới về một con iPhone X nè. iPhone X bản 64GB nha, máy full hoàn toàn hết, giá là 5 triệu 9 cho anh em. Đó, anh em nhìn có vậy là anh em nhìn biết mới rồi ha. Tặng anh em một cái vỏ lựa vỏ nè. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Vỏ zin màng zin men zin theo máy nha. Mấy con này thì anh em mua về xài quá đỉnh rồi. Ha. Bao anh em reset dòng 1, dòng 2, dòng 3 reset tẹt ra. Cam kiếp đầu nét, pin mới thay luôn nha, bản quốc tế nha mọi người. Con này là bản quốc tế luôn. Đây, LLA ha. À mình quên, mình hình như pin con này để mình xem. À pin con này mới thay anh em ơi, pin 100%. Rồi chốt lại nha, iPhone X bản 64GB giá là 5 triệu 9 cho mọi người. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là con gì đây? Oppo Reno 6S. Oppo Reno 6 6Z cho anh em, 6Z nha. Mà 5G. Bản RAM 8, bộ nhớ 128, xài được 5G. Chụp hình rất là nét luôn anh em. Đó, mình thu lại từ người dùng nè, cam kiếp mấy con Oppo này cam chụp hơi bị đỉnh ha, chơi game cũng ngon. Cam sau nè anh em thấy không nha. À, 64 chấm là cam trước nè, selfie nè. À, quá ổn luôn. Nói chung máy này chị em phụ nữ xài rất là ngon. Con này chip của nó là MediaTek 900 nha anh em. Đó, nói chung con này thì chơi game máy quá đỉnh rồi. Xài được 5G nữa ha. Đó, pin là 4.300, màn hình là 6,43 inch, máy zin hoàn toàn hết nha. Android 11 chấm. Rồi con này TT để lại cho anh em 5 triệu rưỡi thôi, tặng đầy đủ phụ kiện cho anh em, ốp lưng cường lực, bộ sạc reship luôn nha, đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp theo là con Mi. Đây, Mi 8 Lite ha, Xiaomi Mi 8 Lite bản RAM RAM 4, bộ nhớ là 64. Đó, xài được 2 SIM, xài được 4G. Con này chip nắp của nó là 660, anh em mua về treo game ngon nha. Con này mình chỉnh cái chế độ, quên chỉnh chỉnh cái chế độ mà sáng cho anh em dễ nhìn đó. Cam kỹ độ nét nè mọi người ha. Cam sau selfie quá ổn, máy full hết, chip nắp cam. Rồi con này thì thôi TT thanh lý cho anh em giá là 2 triệu chẵn thôi nha. Con này thanh lý rẻ cho anh em giá 2 triệu chẵn cho anh em xài. Số tự là số 32 nha. Rồi số 33. 33 thì mình có hai cây nè. Đây anh em chờ, là có Vivo nha anh em. Vivo Y12 bản RAM 6, bộ nhớ là 128, xài được 2 SIM, xài được 4G. Đó, có hai màu cho anh em lựa chọn, một con đó là màu xanh đen nha. Một con là màu xanh đen và một con là màu màu sữa nè, rất là đẹp luôn. Đó, máy ok hết, màn zin vỏ zin theo máy nha anh em. Đây. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn ha. Bản RAM 6, bộ nhớ 128, pin là 5000, màn hình cực kỳ to 6,35 inch. Đó, Android 9. Máy full hết, phụ kiện đầy đủ cho anh em trong đây nha, có sách hướng dẫn luôn, phụ kiện gồm có ốp lưng cường lực, bộ sạc nha, đầy đủ phụ kiện cho anh em, phụ kiện zin theo máy nha. Rồi chốt lại cho anh em là 2,950,000 nha, 2,950,000 cho anh em ha. Và TV có vài con máy tính bảng nè, mình sẽ giới thiệu cho anh em vài con máy tính bảng được thì anh em lấy luôn nha. Đây anh em, con TV có vài con máy tính bảng nha. Đây là Tab A màu trắng, con này là bản RAM 1.5, bộ nhớ là 8, xài được YouTube ngon lành cành đào nha anh em. Mình có hai bản, một con màu đen á cũng giống vậy luôn, nhưng màu đen á thì xài được SIM, mình có tặng cái anh em cái khe SIM nè ha. Đó thì con xài SIM thì giá là 1,050,000 cho anh em nha.
Còn con mà không xài được sim là giá là 950 cho anh em thôi. Máy đẹp nha. Là anh em xem nè, con màu trắng còn rất là đẹp luôn. Zin theo máy hoàn toàn hết ha. Thích hợp cho anh em mua về để mà nghe gọi Zalo, nghe gọi bằng Zalo, Facebook gì á, ngon lành cành đào ha. Đó, con này là 950, còn con màu đen là 1.050.000. Con màu đen là xài được sim nha. Con này là không xài được sim. Đó, giá ok nha anh em. Rồi coi như là hai con này số thứ tự là số 34 đi nha. Số 34 cho anh em nha. Rồi số 35 nè. Số 35 thì mình có một con iPad. Đây là iPad 1 mini nha. iPad 1 mini, con này thì thích hợp cho anh em mua về để mà cho các bé YouTube được nha. Con nhưng mà con này thì anh em xem YouTube bằng phần mềm nha. Đó, xem YouTube bằng cái trình duyệt. Đó, mình vô Sharefy mình sẽ tải YouTube về, mình sẽ để lên màn hình đây cho anh em luôn. Đó, con này thì mình để lại cho anh em giá chỉ có 1.2 triệu thôi nha. Con này anh em lấy thì mình để cho anh em giá 1.2 triệu, tặng cho anh em thêm một củ sạc luôn. Đó, quá bèo đúng không? iPad mini nè. Con này xem YouTube rất là ok nha anh em. Xem YouTube bằng trình duyệt rất là ngon luôn. Ha. Rồi, con này số thứ tự là 35 nha. 35 cho anh em. Rồi vậy là video của TT đến đây là hết rồi. Thì mong rằng anh em xem được con nào thì anh em cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại đây, 0963 595 262. Và đây cũng là số Zalo của mình luôn nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở một clip sau. Bye bye nha.